Vào tháng 9 này, người hâm mộ võ thuật điện ảnh sẽ có dịp thưởng thức một trong những bộ phim đáng chờ đợi nhất trong năm 2017, nói về huyền thoại Lý Tiểu Long, Birth of the Dragon. Phim lấy ý tưởng từ cuộc đại chiến giữa Lý Tiểu Long và cao thủ võ thuật Trung Hoa Hoàng Trạch Dân. Birth of the Dragon, tên tiếng Việt là Câu chuyện Lý Tiểu Long, sự ra đời của rồng, đã từng trình chiếu tại một số liên hoan phim quốc tế từ năm 2016, nhưng nay mới chính thức ra rạp. Đây là tác phẩm của đạo diễn Hollywood George. Lấy bối cảnh thành phố San Francisco của nước Mỹ, Birth of the Dragon tập trung miêu tả diễn biến phức tạp của trận thách đấu giữa Lý Tiểu Long và cao thủ Bắc Thiếu Lâm Hoàng Trạch Dân thông qua những màn đấu võ chân thật đẹp mắt. Với nhiều khán giả, trận thách đấu không đơn thuần mang mục đích cá nhân chứng tỏ bản thân và tài năng, mà nó còn mang tầm ảnh hưởng tới văn hóa đại chúng của người dân Hoa ngữ khắp nơi. Kết quả trận đấu giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân vẫn còn là ẩn số gây tranh cãi, bởi họ Lý thì cho rằng Hoàng đã thắng vì chơi chiêu, trong khi lời đồn thì lại nói Hoàng Trạch Dân hạ gục họ Lý. Tác phẩm Birth of the Dragon không có ý định đi tìm người thắng cuộc trong trận đấu này, mà khai thác xung quanh khoảng thời gian anh chuẩn bị và tham gia vào trận đấu. Với kỹ xảo và kỹ năng võ thuật điện ảnh vượt trội hơn rất nhiều so với những tựa phim khác cùng chủ đề, Birth of the Dragon sẽ là một làn gió mới trong làng phim võ thuật. Dẫu vậy, phim có thể sẽ vấp phải sự phản đối của nhiều người vì lối diễn xuất hoa Mỹ có thể sẽ phá hỏng hình tượng Lý Tiểu Long hàng xịn, vốn nổi tiếng với phong cách võ thuật gãy gọn, đanh thép và ít màu mè. Chính con gái Lý Tiểu Long cũng đã lên tiếng phê bình tựa phim vì không thực sự tái hiện được sự thật về cha mình. Đảm nhận vai diễn nặng cân của Lý Tiểu Long là ngôi sao võ thuật Ngũ Doãn Long, một cao thủ thực chiến khi từng học qua nhiều môn võ như Thái Lý Phật, Vịnh Xuân và Taekwondo. Dự kiến Birth of the Dragon sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 8 tháng 9 năm 2017.